Thưa các đồng chí đại biểu, đại diện lớp tập huấn, kính thưa các đồng chí bà con viên cùng toàn thể các thầy cô
số 1148 của Đại học Dương về việc tập huấn nâng cao năng lực cho giáo viên âm nhạc sử dụng sáo recorder và đèn pin trong hệ thống âm nhạc cấp tiểu học theo chương trình giáo dục phổ thông 2018. Phòng giáo dục đào tạo huyện Tam Kỳ và Phòng giáo dục đào tạo huyện Gia Lộc phối hợp tổ chức tiến hành tập huấn nâng cao năng lực cho giáo viên âm nhạc cấp tiểu học. Trước hết thay mặt lãnh đạo hai học, tôi xin nhiệt liệt chào mừng và trân trọng cảm ơn sự hiện diện của các đồng chí đại biểu, đại diện lãnh đạo chuyên viên phòng giáo dục đào tạo Tức Thì và phòng giáo dục đào tạo Gia Lộc. Xin nhiệt liệt cảm ơn sự hiện diện các đồng chí trong ban giám hiệu của trường giáo dục đào cùng các đồng chí báo cáo viên phụ trách lớp tập huấn theo sự phân công của sở giáo dục đào tạo Dương. Tôi cũng xin cảm ơn và biểu dương sự có mặt đầy đủ đúng giờ của các thầy cô giáo của hệ thống môn âm nhạc của hai huyện Tức Thì và Gia Lộc. Xin gửi lời quan tâm các đồng chí lời chúc sức khỏe gia đình hạnh phúc và thành công. Kính thưa các đồng chí đại biểu, kính quý cùng toàn thể các đồng chí, việc triển khai tập huấn nâng cao năng lực cho giáo viên âm nhạc sử dụng sáo recorder và kèm phím trong thể học âm nhạc cấp tiểu học theo chương trình giáo dục phổ thông 2018 theo chỉ đạo của sở giáo dục đào tạo Hải Dương sẽ góp phần nâng cao năng lực cho giáo viên âm nhạc sử dụng sáo recorder và kèm phím trong dạy học âm nhạc cấp tiểu học theo chương trình giáo dục phổ thông 2018 trong năm học 2023-2024 và các năm tiếp theo. Chương trình tập huấn sẽ diễn ra trong thời gian một ngày. Các thầy cô về lớp tập huấn sẽ được nghe các đồng chí báo cáo viên truyền đạt lý thuyết và minh họa về việc tổ chức các hoạt động thực hành sử dụng nhạc cụ sáo recorder và kèm phím để lớp tập huấn diễn ra đúng kế hoạch, đảm bảo hiệu quả cao. Tôi đề nghị các thầy cô giáo trong quá trình tham gia lớp tập huấn cần hết sức nghiêm túc, tập trung, chủ động lĩnh hội kiến thức, giữ trật tự và tích cực thực hiện các yêu cầu của các đồng chí báo cáo viên. Đề nghị chúng ta để điện thoại ở chế độ rung hoặc im lặng. Nếu có sự việc thật sự cần thiết thì xin phép thông báo để đảm bảo không ảnh hưởng gì đến lớp học. Thay mặt ban tổ chức của lớp học, tôi xin tuyên bố khai mạc lớp tập huấn ngày hôm nay. Một lần nữa xin cảm ơn sự có mặt của các đồng chí đại biểu thân quý, chúc các đồng chí về dự lớp tập huấn sức khỏe, chúc lớp tập huấn chúng ta sẽ thành công tốt đẹp. Xin trân trọng cảm ơn. Tham dự lớp tập huấn xin được trân trọng cảm ơn ông Bùi Huy Anh. Thay mặt cho lãnh đạo của hai phòng giáo dục đào tạo đã phát biểu ý kiến và chỉ đạo lớp học, và chúng tôi cùng các thầy các cô ở trong lớp học sẽ xin hứa với đồng chí lãnh đạo hai phòng giáo dục là sẽ thực hiện tập huấn tích cực để làm sao mà đạt được những hiệu quả cao nhất của lớp tập huấn ngày hôm nay. Và nội dung khai mạc của chúng ta thì sẽ dừng lại tại đây. Sau đây chúng ta sẽ đi vào nội dung chính của chương trình tập huấn. Xin mời các đồng chí trong nhóm báo cáo viên sẽ tham gia nội dung tập huấn các nội dung theo cái kế hoạch. Mời đồng chí. Để giúp đỡ các đồng chí sẽ nắm được các kiến thức cơ bản
để chúng ta phục vụ cho năm học 2023-2024 này. Thưa các đồng chí, thì trong buổi tập huấn hôm nay thì tôi biết rằng là một số đồng chí cũng đã biết sử dụng sơ qua để đi nhận bộ sáo rồi, thì các đồng chí hãy giúp đỡ chúng tôi và giúp đỡ đồng nghiệp của chúng ta để buổi tập huấn của chúng ta thành công tốt đẹp. Và nội dung chương trình tập huấn hôm nay gồm có hai phần. Phần 1 đó là lý thuyết chuyên đề dạy học nhạc cụ dân điệu cho học sinh tiểu học trong chương trình môn học tiếng Nhật. Và nội dung thứ hai đó là một số kỹ thuật và bài luyện tập 6 đi bộ đơn. Và với thời lượng ngắn gọn của ngày thì chúng tôi xin phép là chỉ đi vào nội dung trọng tâm liên quan đến hai bài nhạc cụ này, và chúng ta sẽ chủ yếu thực hiện phần thực hành để giúp các đồng chí thực hành tốt cái phần kèm và sáng này. Và các nội dung khác thì các đồng chí sẽ nghiên cứu thêm qua tài liệu mà phòng giáo dục và đào tạo đã gửi, cũng như sau buổi tập huấn hôm nay chúng tôi sẽ chuyển lại file này để cho các đồng chí về nhà có thể nghiên cứu thêm và học tập thêm. Sau đây tôi xin trình bày nội dung đầu tiên, đó là dạy học nhạc cụ dân điệu cho học sinh tiểu học trong chương trình môn âm nhạc. Thưa các đồng chí, là trong bài kiến thức âm nhạc của lớp 1, 2, 3 thì chúng ta đã hướng dẫn cho học sinh sử dụng một số các loại nhạc cụ tiết tấu như là thanh khách, song lan, cello, tambourine. Và sang lớp 4, lớp 5 thì học sinh chúng ta được tiếp cận hai loại nhạc cụ dân điệu, đó là 6 điệu hát đơn và kèm phím pianica. Và thưa các đồng chí, tại sao chúng ta lại để tập huấn lại từng việc như thế này? Thì báo cáo với các đồng chí là có thể kèm phím thì chúng ta đã biết sử dụng sơ qua, nhưng riêng về sáo thì thưa các đồng chí, hơn 200 đồng chí cộng cán của cả nước cũng rất ít đồng chí là đã biết sử dụng, còn lại hầu như là trong giấy trắng. Và tôi tin chắc rằng những đồng nghiệp của chúng ta tại đây hôm nay cũng rất nhiều người bỡ ngỡ và lần đầu được cùng chúng ta luyện sáo. Và vì nhiệm vụ của chúng ta là những người xây nền móng cho học trò của chúng ta, và các em còn tiếp tục học hai loại nhạc cụ này ở mức độ cao hơn khi mà các em bước vào ở cấp học trung học cơ sở. Chính vì thế mà các thầy cô phải là những người nắm được kiến thức cơ bản để còn tiếp tục truyền đạt và xây nền móng cho các em. Và chính vì vậy rất mong các đồng chí chúng ta sẽ học với tinh thần thật sự nghiêm túc. Về nội dung và yêu cầu cần đạt ở bài nhạc cụ lớp 4, 5 thì chúng ta sẽ có một số cái bài tập về tiết tấu, về giai điệu đơn giản, đi trắng, trắng trống rôi, đen, đen trắng rôi, giống lặng. Và bước đầu thì chúng ta sẽ hướng dẫn cho học sinh biết chơi nhạc cụ đúng tư thế, đúng kỹ thuật và thể hiện được đúng cao độ, trường độ của bài tập. Và với học sinh năng khiếu thì các thầy cô có thể khuyến khích các em là đệm cho bài hát rồi biểu diễn nhạc cụ ở trong và ngoài trường. Thì với cái điều kiện là gì, học sinh năng khiếu thì các thầy cô hãy chắc chắn cho các em có thể liên hệ đến những cái lớp học năng khiếu để các em có thể bổ sung thêm, và biết đâu là trong số học sinh của gia lộc tứ kỳ chúng ta sau này lại có những nghệ nhân sáo thì sao ạ, đúng không ạ? Và thưa các thầy cô, vai trò vị trí của nội dung nhạc cụ giai điệu thì bài học sẽ giúp cho các em trải nghiệm và vận dụng được các kiến thức về lý thuyết âm nhạc, về đọc nhạc, về nghe nhạc, và giúp cho các em học sinh có những cái biểu hiểu biết chung nhất về nguồn gốc, xuất xứ và cách dùng, cấu tạo ở các lĩnh vực khác nhau. Về điều kiện để triển khai dạy học nhạc cụ sáo với học đơn ở vị trí pianica, điều đầu tiên đó là các thầy cô chúng ta phải biết sử dụng ở mức độ cơ bản, hiểu được các cái kỹ thuật ngắt nảy rồi hơi thở để bấm để chúng ta phải hướng dẫn cho học sinh. Đối với học sinh thì các em phải hiểu được các cái ký hiệu cơ bản về lý thuyết âm nhạc lớp 4, lớp 5 và thực hiện được các mẫu âm đơn giản, kỹ năng nghe rồi kỹ năng phối hợp nhóm. Về cơ sở vật chất thì cái điều này thì nó là chúng ta cần phải trang bị đầy đủ nhạc cụ cho học sinh, thì đây là một điều cũng tương đối là khó. Các đồng chí đã đào tạo giáo dục cũng như là truyền đạt các đồng chí trong nhà trường cố gắng tạo điều kiện để cho học sinh chúng ta có được cơ sở vật chất để các em học tốt. Thế và các đồng chí giáo viên chúng ta cũng cần nắm được điều này để chúng ta tiếp vấn với ban giám hiệu nhà trường, đó là trong thông tư 37/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng đã nêu rõ
kèm kiếm piano và 6 recorder là hai loại nhạc cụ, hai đồ dùng dạy học tối thiểu cần có để phục vụ cho năm học này. Và chính vì thế là các thầy cô sẽ tư vấn để cho ban giám hiệu nhà trường mua sắm trang thiết bị để phục vụ cho việc dạy học của chúng ta được tốt hơn và hiệu quả hơn. Và hôm nay đây thì tôi thấy trong bài học của chúng ta cũng đã rất nhiều đồng chí mua được sáo rồi. Và thưa các đồng chí học thực hành, nếu mà không đi sáo thì cũng bị cày mà không có trâu vậy. Và chính vì thế, trong sáng nay nếu đồng chí nào chưa đi sáo thì coi như buổi tập huấn của chúng ta gần như là không thực hiện được. Phải có sáo mới thực hành được. Chính vì thế, đồng chí nào chưa có sáo hay có cần chưa? Và có thể nếu các đồng chí cần, tôi sẽ hỗ trợ các đồng chí để các anh chị nào nghe các đồng chí có sáo, các đồng chí tập thực hành. Và thưa các đồng chí, là kết thúc buổi tập huấn ngày hôm nay, chúng ta có một nhiệm vụ và giống như các phòng khác, các đồng chí giáo viên ở các viện khác, đó là cuối buổi các đồng chí sẽ phải quay một bài tập thể biểu diễn một bài sáo để gửi báo cáo cho Sở Giáo dục và Đào tạo, báo cáo rằng chúng ta đã hoàn thành buổi tập huấn hôm nay. Và kết thúc ngày tập huấn hôm nay thì các đồng chí cũng có một nhiệm vụ nữa rất là quan trọng, đó là mỗi đồng chí sẽ thực hiện tự quay một video các đồng chí thổi sáo trên nền nhạc. Và nhạc thì chúng tôi đã gửi vào một nhóm đó thành nhóm giáo viên âm nhạc của toàn tỉnh. Thì lát nữa chúng tôi sẽ đưa các đồng chí cốt cán của thực hiện sáng nay vào và các đồng chí sẽ thêm các thành viên vào để chúng ta có nhạc của dân tộc. Chính vì thế, với cái nhiệm vụ như vậy thì chúng ta cần phải nâng cao cái tinh thần học tốt hơn, tập trung hơn. Đó là khi mà gặp những đoạn này như thế này chẳng hạn,
chúng ta sẽ thường đánh giống như đánh trên đàn organ, đó là các đồng chí sẽ lấy tay và ấn ba mức độ tương ứng với ba lần ấn mức độ, đúng không ạ? Nhưng đó là cái dùng chưa đúng. Các đồng chí lưu ý là chúng ta dạy đúng học sinh như sau ạ. Với đoạn đàn như này, các đồng chí sẽ dùng hơi và chúng ta mắt hơi để tạo ra âm thanh, còn tay chúng ta giữ kín. Các đồng chí Hoa có thể giúp tôi thất vọng. Bây giờ đồng chí Hoa sẽ làm sẽ thực hiện với cái cách mà các thầy cô vẫn đang thường dùng, đấy là thổi một hơi dài sau đó lấy tay gõ để mắt âm. Được hiệu quả, bởi vì tất cả chúng ta là nghiêm túc, chúng ta không có chuyện gì cả.